Hello cả nhà, hello, good morning everyone, welcome back, chào đón quý vị quay trở lại với Dung Phan Cuộc Sống Mỹ nha. Cái clip bữa nay là cây me, mà không biết cây me sao mà bông đẹp quá đây, không biết. Me, để em thử lá coi. Đây chắc chắn không? Lá chua lè à, sở dĩ em muốn chắc chắn là cái trước em khi em rước cái bé me này về đội của mình đó, thì có một hai anh chị em cản mình lắm, nghe không? Trai có gái có, người ta nói cây này không phải cây me mà anh đem về anh làm gì, họ nói chắc cây này cây mắc cỡ hay cái gì. Bữa nay này quay, bữa nay em đem về để em trồng mới được có hình như là mới có một năm mấy, năm à, coi như năm đó. Theo như mình đoán là cây này nó có tí tẹo à. Em chính thân em lấy nó là hình như cây này không phải người ta trồng ghép đâu, mà em môi sâu xuống hình như là cây này ta trồng hạt đó, trồng bằng hộp đó quý vị, chứ không phải cây ghép đâu. Thì em nghĩ mà sao nó có trái lẹ vậy đây, có thể em sai nhưng mà cái em thấy là em nói, tại vì cây này em mua nó nhỏ, em biết lúc này mình mua rất là nhỏ, nhưng mà hình như me này me Thái á, Thái gọi là cây đẹp, cây nhỏ nhưng mà nó có trái, nhỏ có vỏ đấy. Nhưng mà hình như năm rồi nó cũng dậm dậm có rồi, nhưng mà nó chưa đủ sức, mà năm nay nó ra đẹp chứ, nó ra bông đẹp nè. Không biết có đậu trái nổi hay không mình chưa biết, nhưng mà chắc chắn là có bông rồi, bông đập đề luôn. Không biết sao mà trái chua lè mà bông hoa đẹp quá trời, không biết lạ vậy chứ. Me thì chắc chắn là không có me ngọt rồi, dùng cái từ me chua chứ ai dùng me ngọt. Có ngọt thì chắc cũng hơi ngọt thôi, nhưng mà vẫn còn vào hậu chua. Nó sung tất cả những loại cây nhiệt đới mà nó ở xứ lạnh mà nó sung vậy thì mình thấy mình cũng mừng cho tụi nó rồi. Cây này năm rồi ở trong greenhouse nha, chứ không phải ở ngoài đâu. Mà nó cũng vừa hoa nhưng mà vẫn phát triển nè, mấy cái này nó vẫn phát triển nè, đọt nó vẫn ra và phát triển tốt. Nhìn kỹ lắm là không phải là cái cây ghép đâu, cây này cây trồng hạt. Hoa nhiều lắm, nó hình như nó đang ra nữa đó, đang ra nữa. Những cái cùi này mình thấy là mình biết nó sẽ ra và sẽ ra nhiều, nó bung ra, bung đọt, nó bung hoa luôn, lượng một hai ba thứ. Mà nếu năm nay đậu thì tương lai mình phải chiết chay, chiết ra cái chậu lớn, chiết ra chậu lớn. Lấy từ xa cho anh em coi, cái nó cũng đâu có bự lắm đâu, cái thân nữa bằng nửa cầm tay thôi. Cầm tay thôi mà nay nó ra rồi. Rồi sáng giờ tính cũng nhiều việc để làm, nhưng mà nãy giờ tính chưa ra gì hết, sáng là thời phát biểu đầy rồi mà chưa làm được việc gì hết. Nếu thứ bảy mình được nghỉ đó là cái may mắn. Rồi, đã có clip ngắn vậy cho anh em coi thôi, chia sẻ cái me trồng chậu ra hoa đầm đìa như chưa có trái nha, coi như trái luôn đi chứ còn gì nữa, rồi mai mốt có trái là tính sao. Rồi cảm ơn quý vị ủng hộ nha, like share đăng ký, chào.